Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 1 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khai trương cổng thông tin điện tử. Theo lời mời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều do đồng chí Lưu Xuân Giới, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã đến dự. Lễ khai trương cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng cũng là buổi khai trương phòng họp trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng kết nối 24 điểm cầu là các cơ sở giáo dục và phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. Tại các điểm cầu, chất lượng hình ảnh, âm thanh được truyền tải rõ nét, đảm bảo tốt toàn bộ chương trình của buổi lễ khai trương. Đây là cơ sở để các hội nghị trực tuyến sẽ được triển khai trong thời gian tới. Năm 2014 cũng là năm thành công của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong lĩnh vực công nghệ thông tin với nhiều điểm nhấn mới như tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị phục vụ cho công tác dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo 100% các trường học có máy tính và được kết nối Internet, tỷ lệ trung bình 20 học sinh trên máy tính, triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục và thống kê giáo dục EMIT, hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức PMIT thông qua việc tích hợp cơ sở dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đến các cấp quản lý giáo dục. Trong năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng sẽ triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin như ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong công tác dạy và học, trong công tác quản lý giáo dục và kiểm tra đánh giá. Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều cũng đã tới thăm trường Trung học phổ thông Thái Phiên và trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đây là hai trường có bề dày thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tự tích hợp công nghệ thông tin vào từng môn học, nhằm tăng cường hiệu quả dạy học, kích thích sự sáng tạo, độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học của người học. Kết thúc buổi làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng đã có những thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu giữa hai phòng giáo dục của hai tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng nhằm tăng cường hợp tác trong công tác giáo dục nói chung và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường nói riêng.